Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện miễn chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để thành có thêm kinh phí duy trì dịch tiết bộ truyện này. Chuyện còn đâu đó hơn 1.000 chương rất dài. chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 21 mang tên Đá vá trời. Đêm đó, Dương Lâm dẫn mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Trình rào Kim cùng tới vương phủ của mình. Sau khi dự tiệc rượu xong, Kháo Sơn Vương ngỏ lời mời mấy người bọn họ cùng ra trận tương trợ vây quét thổ phỉ ở núi Ngõ Cương. Trình rào Kim trọng đạo nghĩa không thể từ chối. Có điều lo lắng bởi vì chuyện này mà đắc tội với đại thuật sĩ Nên quý bất quý Bịa ra lời nói dối rằng Thời gian này ngồi mê sắp sửa phi thăng thành tiên Ông già và hai con yêu quái Cần phải ở bên hộ pháp Khước từ lời mời của lão Dương Lâm Chuyện tiêu diệt thổ phỉ núi Ngoa Cương Tuy là chuyện lớn Nhưng cùng không thể so với việc Ngô Miễn đắc đạo thành tiên Dương Lâm nghe xong chỉ than tiếc rằng Bản thân không bất được Thì giờ đến chứng kiến Chuyện nhờ vào bọn họ Cùng đi tiêu diệt ngõ cương quân Chỉ đang từ bỏ Lại khách khí thêm mấy câu Sau đó Dương lập đích thần đưa bọn họ về phòng nghỉ Cho khách trong vương phủ nghỉ ngơi Đàm binh sĩ trình giáo kim Thì được ông ta sắp xếp vào quân doanh Đóng ở ngoài thành Cho gã đi làm quen với những sự vụ lớn nhỏ trong quân Đợi tới ngày kia Đại quân xuất phát Trình ba vương dưới cái tên Quy nhân nghĩa sẽ là quan kỳ bài theo sát không rời bên cạnh lão Dương Lâm. Dương Lâm vừa mới rời đi, bên ngoài phòng khách liền vang lên tiếng người gõ cửa, sau đó là giọng nói của Khâu Phương. Hai vị Ngô Miễn Quy Tiên Sinh đã nghỉ ngơi chưa? Khâu Phương đến thăm hỏi, không biết có quấy rầy hai vị hay không. Tính thời gian thì ông già ta liền biết ngươi cũng nên đến rồi. Quy bất quy cười khà khà nói tiếp. Nếu khẩu Phương người không tới, ông giả ta cũng sẽ bảo nhân sâm đi mời người sang vào đây đi. Có lời gì chúng ta giáp mặt nói thẳng. Quy bất quy vừa dứt lời, Khẩu Phương đã đi xuyên qua cửa tiến vào. Nhìn thấy hai người hai yêu trong phòng đều chưa có ý định nghỉ ngơi. Vì Phương sĩ từng là đệ tử của Hòa Sơn, khẽ mỉm cười nói và rồi lúc đứng ngoài cửa. Ta có chút do dự. Bạn đêm mạo muội đi bái phòng như vậy Có khi nào sẽ quấy dậy các vị hay không Cùng may mọi người đều chưa ngủ Khâu phương người còn rông dài như thế nữa Thì chúng ta đi ngủ thật đấy Không đợi khâu phương nói xong Quỷ bất quỷ đã cười tùm tìm ngắt lời hắn Dừng một chốc Ông già mới nói tiếp Người là người đã bước qua sinh tử Hiểu thấu mọi chuyện Không ngờ lại vẫn như vậy Luận quẩn trong lòng về cái bộ dạng muốn nói lại thôi của ngươi đi Không biết còn tưởng rằng Ngươi muốn tính kế ông già ta đấy Người duy nhất dưới gầm trời này Có thể tính kế quỳ lão tiên sinh Vẫn đang câu cá ngoài Đông Hải chưa về Khi nào tới phiên một phương sĩ nho nhỏ như ta chứ Khẩu phương khẽ mỉm cười Lại nói tiếp Thực không dám giấu giếm, Ta có một chuyện liên quan tới Kháo Sơn Vương Chuyện này hết sức quan trọng Khâu phương vốn đang nên nhập luân hồi Chờ đầu thai chuyển thế từ sớm Xong bởi vì nó Mà vẫn luôn trì hoãn đến tận lúc này Trong khi nói Khâu phương cởi bỏ phục sức trên người mình Lộ ra ra thịt đã thối giữa bên trong Phải đếm được hơn bảy chỗ Đã thấy cả xương cốt trắng hiếu Thậm chí còn có mấy con giỏi to Bằng hạt gạo lúc nhúc bò đầy Không biết hắn đã che giấu phương pháp gì Cơ thể đã hư thối đến tình trạng này Thế mà lại không hề bốc mùi hôi thối Trong thời dấu vết phân hủy thối giữa trên người khâu phương Ngồi bên rút cuộc cũng mở miệng nói Thì ra thân thể của ngươi Sớm đã chết rồi Còn có thứ gì chưa buông bỏ được vậy Hiểm khi nghe thấy nam nhân tóc bạc này Nói được một câu tiếng người Khâu phương cười khổ một tiếng đáp Bốn gì ta có thể đoạt xá nhưng lại sợ trong lúc đó sẽ xảy ra sự cố Dẫn tới chỉ hoãn chuyện lớn kia Để cứ kéo dài mãi cho tới bây giờ Dùng rằng mãi cuối cùng tự hại chính mình Cùng mạnh ông trời con mắt Bởi dần các vị tiên sinh tới đây Rất cuộc là Đồ tôn của quảng nhân Sư tôn người học với quảng nhân Không học được cây gì tinh túy Mà một chút mánh khóe này của hắn Người lại học đủ bởi phần bưởi Quy bất quý cười khà khà một tiếng Nhìn thoáng qua ngô miễn rồi nói tiếp Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi Bị quảng nhân lợi dụng bao nhiêu lần rồi Cũng không thiếu một lần này của người Khâu phương lại cười một tiếng khổ sở Nói Vốn là ta cô không muốn làm phiền tới các vị Thế nhưng chỉ sợ là Thân thể này không kéo dài thêm được nữa Trên lý thuyết Thì một tháng trước Khâu phương đã là người chết rồi chỉ là hắn dùng mật pháp của phách phương sĩ Giam lại hồn phách của mình bên trong cơ thể Lại dùng một chút cách thức đại loại như Ướp xác để trì hoãn quá trình phân hủy Bởi vì có mật pháp hộ thân Để đến tận bây giờ Vẫn chưa bị bại lộ Chỉ có điều cơ thể này của hắn dường như Không còn gắn gượng được bao lâu nữa Sở di khâu phương làm như vậy Là bởi vì hơn một tháng trước Mà thêm mình sắp sửa mãn thọ quy tiên lại bất ngờ phát hiện một khối đá vá trời mà năm đó từ phúc từng muốn hắn trở về đất liền tìm kiếm đêm nay đã xuất thế khối đá vá trời này trong lúc vô tình bị dương lâm xem như đá huyền hoàng mua về bây giờ đại nạn của khâu phương đã giáng xuống lại không tìm được quảng nhân và hòa sơn nhà hỗ trợ cuối cùng chỉ thành bỏ qua cơ hội luân hồi chuyển thế ẩn mình ở chỗ dương lâm chờ cơ hội thích hợp ăn cắp đá vá trời mặc dù thuật pháp của dương lâm không hề bằng khâu phương nhưng hiện giờ cơ thể của hắn đã chết đan điền chưa đựng thuật pháp cũng đang hư thối bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng thi chuyển được một chút thuật pháp thao túng quỷ thần nếu thật sự động thủ với dương lâm khâu phương cũng hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng trong lúc hắn đang đau đầu không có biện pháp chuẩn bị đi tìm quảng nhân và hòa sơn đem chuyện này phò thác cho hai thầy trò bọn họ thì ông trời lại dẫn mấy đại tu sĩ ngô miễn Và quy bất quy tới trước mặt Nghe khâu phương kể lại đầu đuôi câu chuyện Ngô miễn không khỏi có chút xúc động Thủ đoạn giam cầm hồn phách bên trong xác chết Thực chất là pháp môn hại người Bình thường chỉ khi có huyết hải thâm thủ Mới nghĩ đến việc sử dụng Giam hồn phách của kẻ thù Lại bên trong thân xác Để cho người đó tận mắt nhìn thấy Cơ thể của mình từng chút một Hư hỏng thối giữa Cuối cùng cho dù Chỉ còn lại một đống xương trắng Hồn phách vẫn không thể thoát ra ngoài Không ngờ trên đời này Lại có người dám thi triển tà pháp này Trên chính cơ thể của mình Lúc nhìn thấy các vị xuất hiện Ta liền biết mình rốt cuộc Cũng đã được giải thoát rồi Khẩu phương khẽ nở nụ cười Nhìn về mặt quy bất quy Có chút cứng lại nói tiếp Thủ đoạn giam cầm hồn phách này Của ta không thể giải được Đợi đến khi các vị lấy được đá vá trời Thì dùng liệt hỏa thiêu rụi cơ thể ta Ta mới có cơ hội đi luân hồi chuyển thế Nhưng ngày tháng tối tăm này Cũng coi như là ta Để lại tội lỗi năm xưa đã hại chết cương nguyên Và mấy vị đồng môn Xin hai thay ta Đưa đá vá trời giao tận tay đại phương sư tử phúc Nói rằng khâu phương may mắn Không làm nhục mệnh bề trên Chỉ vì một khối đá vá trời có đáng giá không Quỳ bất quỳ thu lại vẻ tươi cười Tiếp tục nói Người chết rồi Mọi chuyện coi như xong Người đã thành ra cái dạng này Sự việc trước sau Vẫn còn chưa thông suốt nữa sao Chính bởi vì đã thông suốt rồi Mà khiến tàn điền thấy được ý trời Khâu phương đã một nụ cười mãn nguyện Như được giải thoát Sau đó tiếp tục nói Trước khi trên có thể gặp được đá vá trời Là ý trời các vị xuất hiện ở đây cũng là ý trời Ta chỉ là thuận theo ý trời mà thôi Lâu này Bách vô cầu ngồi bên cạnh Rốt cuộc nghe cũng hiểu Tên thô lỗ có chút mù mờ lên tiếng hỏi à, Không phải Chỉ là một cục đá thôi sao Trên đời này thiếu gì đá Đá vá trời Đá huyền hoàng gì đó Có tác dụng gì chứ Đá vá trời Chỉ là có thể vá trời quý bất quy đang định giải thích cho thằng con trai nhặt của mình thì đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó lập tức quay lại nói với khâu phương tử phúc vân luôn ở đông hải không quay về là đang dùng thuật pháp lấp lại hải nhãn bao nhiêu năm nay ông già ta cứ cho rằng lão ta ở ngoài đó câu cá thì ra là lão già đó đang làm chuyện này nhìn về mặt bách vô cầu đang muốn mở miệng thắc mắc hải nhãn là cái thứ gì quy bất quy đơn giản lên tiếng trước. Hải nhãn chỉ là khe hở xuất hiện trên biển, nếu như không lấp vào, thì hải nhãn sẽ ngày càng lớn. Đầu tiên là sẽ gây giọt gì nước biển, sau đó lớn dần, đến mức phân chia thế giới thành hai nửa. Đến lúc đó, thật sự chính là cảnh tượng long trời lở đất. Đại phương sư cần đá vát trời để làm gì? Không phải việc mà khâu phương có thể hỏi được. Vẻ mặt khâu phương ngoại trừ mỉm cười ra Thì không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào Dừng lại một chút hắn nói tiếp Đại phương sư tử phúc nói Muốn tìm đá vá trời Ta chỉ việc đi tìm rồi đưa về Là hết nhiệm vụ Người nói những lời này Làm ông giả ta thật Muốn thu nhận một đệ tử giống như ngươi đấy Trên mặt quy bất quy rốt cuộc Lại xuất hiện dáng vẻ cười đùa tương tự thường ngày Ông già nhìn thoáng qua ngô miễn một chút rồi nói Đi tìm một khôi đá Chắc cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu nhỉ Không phải ông đã đồng ý rồi đấy sao Ngồi miễn trợn mắt Nhìn ông già một cái Tiếp tục nói Ta cũng muốn xem thử một chút Đá vá trời rút cuộc trông như thế nào Thế hai người đều đã đồng ý Thay mình đi tìm đá vá trời Lúc này không phương mới nhẹ nhõm Thở phạm buồn hơi Đoạn lại nói tiếp Lúc trước rừng lầm coi là đá huyền hoàng mà mua về Có điều đá huyền hoàng Cũng là thiên tài địa bảo hiếm có Ông ta đã đem khối đá ấy Cùng với nước bảo bối khác Cất giữ trong vương phủ Ở thành Đăng Châu Còn có mấy tên tu sĩ Làm nhiệm vụ trông chừng Hết chương 21 Chúng ta cùng nghe tiếp chương 22 Thành Đăng Châu Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Nguyên Hùng ủng hộ 100 nghìn qua việc công banh với lời nhắn ủng hộ miễn chuyển Cảm ơn dân nhiều nha Đệ tình khâu phương dù chết cũng không từ bỏ ngồi miễn và quy bất quy nhận lời thay hắn đi tìm khôi đá vá trời trông giống đá huyền hoàng kia Đêm hôm đó, mấy người bọn họ từng người sử dụng đồn pháp yêu thuận riêng di chuyển đến một huyện thành nhỏ cách thành Đăng Châu chỉ 30 dặm đường Ở bên ngoài huyện thành về mà lại phát hiện ra một kho hàng của hiệu buôn tứ thủy vừa mở cửa trở lại. Sau khi đại tùy thống nhất thiên hạ, hai anh em lưu hỷ tôn tiểu xuyên ở ngoài biển xa lại bắt đầu động tâm tư. Đường năm gần đây, bắt đầu lục tục cho mở lại các cửa hàng, kho bãi. Một vài thương đội di chuyển đến các nơi buôn bán cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Một lần nữa, đến thấy kho hàng của hiệu buôn tứ thủy mở cửa, Quỷ bất quỷ liền sai thằng con trai nhặt nhà mình đi gõ cửa bao ra thân phận với vị quản sự còn đang buồn ngủ lơ mơ Cùng may là sau khi mở cửa làm ăn trở lại lưu hủy hết sức cẩn thận dặn đi dặn lại đám quản sự trên đất liền nghe thấy tên ngô miễn quý bất quý và hai con yêu quái thì tuyệt đối không được chậm trễ vướng chân bọn họ bất kể hai người hai yêu này muốn cái gì cũng đều phải dốc lòng đáp ứng cơn bực bội bị dựng dậy lúc nửa đêm của quản sự kho hàng lập tức bay sạch đứng một bên tươi cười nịnh nọt chờ đợi ông già sai phái chỉ tiếc là trời đã quá muộn muốn tìm một cỗ xe ngựa thật sự rất khó khăn cuối cùng quản sự kho hàng đành phải đưa xe ngựa chở hàng cho mấy người bọn họ mặc dù không thể so với cỗ xe ngựa xa hoa năm xưa được hai vị chủ nhân đặc biệt chuẩn bị nhưng ít nhất cũng có phương tiện thay cho hai chân đi đến thành đăng châu thế là việc đánh xe vẫn do bách vô cầu phụ trách theo chỉ dẫn của khâu phương chạy về hướng thành đăng châu trong lúc di chuyển quý bất Quỳ hỏi thăm khâu phương về tình hình gần đây trong thành đăng châu sau khi dương lâm rời khỏi đăng châu trở về kinh hiện tại trong thành do con nuôi của ông ta là thái bảo la phương chủ trì mọi việc dương lâm không có con cái chỉ nhận một đứa con nuôi là La Phương Nghe đồn là năm đó Lào rừng lầm bị người ta ám sát Chính nhờ La Phương năm ấy Vừa tròn 9 tuổi Cứu cho một mạng Sau khi thoát khỏi nguy hiểm Ông ta liền thu nhận La Phương làm con nuôi Bao nhiêu năm qua Vừa luôn dân theo bên người Lần này Dương Lâm rời khỏi thành Đăng Châu Nơi này liền do La Phương làm chủ là phương đơn giản chỉ là tổng quản thành Đăng Châu Còn người trông coi vương phủ của Dương Lâm Mới thật sự là một nhân vật thần bí Lúc trước khi khâu phương biết tin đá vá trời rơi vào tay Dương Lâm Trước sau đã lèn vào thăm dò vương phủ hai lần Kết quả cả hai lần đều thất bại trong tay kẻ thần bí này Nếu không phải khâu phương phản ứng nhanh nhảy Em là đã phải ăn lỗ nặng trong tay người này rồi Kẻ thần bí à? quy bất quý cũng không phải quá để ý đến người này dù sao thì dựa vào bản lĩnh hiện giờ của ông già và ngô miễn kể cả kẻ thần bí kia có là quảng nhân hay xoa sơn thì cũng không làm gì được bọn họ hơn nữa dừng lầm tuy được xưng là đệ tử của đại thuật sĩ tịch ứng chân có điều bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn thuật pháp nông sâu thế nào đều lộ hết ra rồi có điều ông già cả đời tâm tư cẩn mật thận trọng vẫn nói thêm vài câu giờ làm có thể giao lại hết của cải cho người này trông giữ Xem ra ít nhiều Cũng có chút bản lĩnh đấy Quý bất quý tiên sinh Tuyệt đối đừng nên xem thường người này Lục trường cũng bởi vì xem thường hắn Mà ta suýt chút nữa Đã bỏ mạng lại nơi đó Khẩu phương nhìn thấy biểu cảm Có vẻ không đồng tình của quý bất quý Thì lập tức lên tiếng Giờ lại một chút hắn nói tiếp Lục trường cơ thể này của ta con trụ được Mà cũng không phải là đối thủ của người này Nếu không phải trong lúc hỗn chiến Y bị ta dùng phương thuật mê hoặc Không dám tùy tiện hạ sát thủ Thì khả năng là ta Đã chết trong vương phủ từ lâu rồi Mà lúc đó Ta dồn hết toàn lực ứng phó Nhưng ngay cả diện mạo của đối phương Trông như thế nào Ta cũng không nhìn ra được Bách vô cầu đang ngồi phía trước đánh xe Nghe thấy điều vậy Thì liền quay đầu lại nói với khâu phương Nghe mặc kệ tên đó là thần thánh phương nào Ông già ông trẻ nhà ta Đến cả thần tiên còn chơi chết được chứ À cái tên thần bí quỷ quái gì kia Do có lợi hại đi chăng nữa Cũng đâu thể nào là đối thủ của thần tiên được chứ Nghe bách vô cầu nói chuyện Khẩu phương chỉ khẽ mỉm cười Cũng không đáp lại Ước ừ chừng hai canh giờ sau Sắc trời dần sáng tỏ đi thêm một lúc nữa thì trông thấy cuối đường xuất hiện một tòa thành lớn cổng thành vừa mở ra một đội quan binh bày trước ngại vật đứng trước cổng kiểm tra dân chúng ra vào thành bọn họ trông thấy một cỗ xe ngựa chở hàng từ xa chạy tới trên xe ngồi bốn năm người kỳ kỳ quái quái giả trẻ lớn bé đủ cả đây không phải là khâu phương tiên sinh sao không phải lão nhân ra ngại đi theo kháo sơn vương điện hạ vào kinh rồi hả sao lại quay về thành đăng châu chúng ta như thế chứ quản bình dẫn đội trước cổng thành nhận ra khâu phương vì tu sĩ này mặc dù mới đầu quân dưới trướng của kháo sơn vương hơn một tháng ngắn ngủi nhưng nhờ biểu diễn tuyệt kỹ phương thuật nên được lão dương lâm giữ lại bên người khi đó khâu phương vẫn còn chưa chết thật sự thi triển ra vài món thuật pháp hoa mỹ đẹp mắt Dần chúng trong thành đăng châu liền truyền tay nhau rằng Hắn là thần tiên chuyển thế Nhạc tê vị tu sĩ khâu phương này Quần dân trong thành không ai không biết Không người không hay Điện hạ sai ta về trước Có việc cần làm Khâu phương đã một nụ cười Với quan binh canh gác cổng thành Lại chỉ vào những người khác trên xe Tiếp tục nói Bởi vì này cũng là những tu sĩ Được điện hạ phân công cùng ta Trở về làm việc Mong các vị quan binh tạo điều kiện chúng ta làm xong việc mà điện hạ giao phó còn phải nhanh chóng quay lại kinh thành nhân vật giống như thần tiên thế này quan bình các cổng thành đương nhiên không dám đắc tội đang định cho kéo trước ngại vật một bên đường cho xe ngựa đi qua bỗng nhiên nghe thấy có người hô lớn Tù sĩ si khẩu phương vào thành cả người liền không cần xem công văn mở đường sao cả người đã quên lời kháo sơn vương điện hạ nói gì rồi hả không có công văn làm bằng chứng Cho dù là đích thân điện hạ tới Cũng không thể tự tiện vào thành Cùng với tiếng hồ Một đội binh mã từ trong thành chạy ra Đội quân này đều là kỵ binh Cầm đầu là một người trắng trẻo mập mạp Mặc khôi giáp Đội kỵ binh chạy ra cổng thành Tên mặt trắng mập mạp Cũng không xuống ngựa Mà ngồi trên lưng ngựa Hơi khom lưng Hành một bán lễ với khâu phương Sau đó mới cất lời đền hạ đã nhờ tiên sinh trở về làm việc Nói vậy chắc hẳn Công đa phê công văn làm bằng chứng Vẫn mong khẩu phương tiên sinh Đem bằng chứng ra Đừng làm khó quân lính thủ thành Tường quần ngồi trên lưng ngựa Chính là con trai nuôi La Phương Của Kháo Sơn Vương Nhìn thấy hắn xuất hiện Khẩu Phương liền cao mày Đang định bịa ra một cái cớ rằng Đã làm rơi mất công văn bờ đường Thì ngô miết đang ngồi bên cạnh Đột nhiên lấy từ trong ngực áo ra Một tập giấy Thuận tiện đưa cho tên mập, mặt trắng kia Nhìn thấy khóe mặt đuôi mày Của nam nhân tóc bạc này Để mang vẻ mỉa mai châm trọng Trong lòng La Phương không khỏi giận dữ Thế nhưng khi nhìn thấy bút tích Của Kháo Sơn Vương Tự tay phê chuẩn công văn vào thành Trên tập giấy mà y đưa qua La Phương lập tức thay đổi nét mặt Tươi cười nịnh nọt Đem tập giấy trả lại cho Ngô Miễn còn gần ra đấy làm cái gì Mau chóng nhường đường à, cho đoàn người của khâu phương tiên sinh vào thành đi Sau khi tận mắt nhìn thấy công văn do lão Dương Lâm tự tay viết Là phương lập tức sai quan binh trước cổng thành Dạp đường cho xe ngựa tiến vào Sau đó quay sang nói với khâu phương Kháo Sơn Vương đem cả thành Đăng Châu lớn như vậy Đều do cho La Phương trông giữ La Phương không dám có chút chậm trễ nào vẫn mong khâu phương tiên sinh Và các vị đại tu sĩ chớ trách tội Là phương tương quân Cũng chỉ là hết lòng tận tụy Vì điện hạ thôi Khâu phương làm sao dám trách tội Khâu phương biết là do ngô miễn Giờ thủ đoạn Cho nên cũng theo bậc thang đi xuống Khai khí trao đổi vài câu liền để bách vô cầu đánh xe ngựa Chạy vào trong thành Đi theo bóng dáng xe ngựa đi xa Là phương khét cao mày Làm bẩm nói Sao hôm nay trong khâu phương khang khác Với lần trước rời đi nhỉ Có gì đó rất quái lạ Khâu phương ở trong thành Đăng Châu Cũng có nhà riêng Dương Lâm tặng cho hắn một tòa sơn viện Hai cửa ra vào Ở ngay bên cạnh kháo sơn vương phủ Xe ngựa đi theo chỉ dẫn của hắn Dừng lại ngay trước cổng nhà Y ỉ mình bờ đợt đại tu sĩ đến giúp đỡ Khẩu phường không thèm đợi Đến ban đêm mới hành động sau khi nghỉ ngơi một chút Quỷ bất quỷ bằng nhóc nhầm tam Dùng phép đồn thủ Đi vào trong vương phủ thăm dò một lượt Thằng nhau đi một lúc lâu Trở về nói với mấy người bọn họ Nhân sân bọn ta nhìn thấy rõ rồi Ở nơi mà khâu phương chỉ đúng là Có một mật thất Có được bên dưới mật thất Có một tầng trận pháp ngăn cản Nhân sân bọn ta không tiến vào bên trong được Mà cũng không nhìn thấy bên trong đó Có người trông coi Khâu phương à Lần trước người thật sự Không phải là non gan quá rồi Tự mình hù dọa mình đấy chứ Bên trong xác thật Là có thủ vệ Có lẽ là đã ra khỏi thành làm việc Hoặc là vẫn đang mai phục Ở một chỗ nào đó trong phủ Chưa biết chừng ấy Khâu Phương nghe nhóc nhậm tam Nói không nhìn thấy thủ vệ Trong lòng lại càng thấy là Ý trời sắp đặt Lập tức cổ vũ giật dây ngô miễn Và quy bất quy Đi vào ăn cắp đá vá trời Quỷ bất quỷ cũng cảm thấy Trong thành Đăng Châu nho nhỏ này Không thể có đại nhân vật nào Đến bán mạng cho Dương Lâm Việc đơn giản như vậy Cũng không cần cả ngô miễn cùng ra trận Thế là ông già hiếm được một lần Đích thân tình nguyện vất vả một chuyến Thi triển thuật pháp Đi xuyên qua tường Vào bên trong vương phủ Thay khâu phương hoàn thành tâm nguyện cuối cùng Trong kiếp này Trước khi đi, Quỷ bất quỷ đã nói Chỉ cần thời gian chưa đến nửa canh giờ Là xe mang đá vá trời trở về Thế mà đến lúc này Ông già đã đi vào được một canh giờ rồi Lại vẫn không thấy có ai Từ trong vương phủ đi ra Hết chương 22 chương 23 Quỷ bất quy mất tích Dưới ánh hào quang của ngô miễn Vị trí của quy bất quý ít nhiều Có chút xấu hổ Ngoài trừ những lúc cẩn động não tính toán Bình thường khi đồng thủ đánh nhau Ông già đều đứng ở một bên xem náo nhiệt Hơn nữa Với tình khí ẩm ương hận trời hận đất Của nam nhân tóc bạc kia Thì cơ hội ra tay thể hiện Của quy bất quy Vốn đã ít lại càng ít hơn Có điều nói thế nào thì năm đó Ông già cũng là một Trong số những đệ tử của tử phúc Tuy không phải là đồ đệ thân cận lớp chữ quảng nhưng vẫn mạnh hơn đại đa số những người chứ quảng này Những bậc cao niên Sống cùng thời với quy bất quy Trường người có thân thể trường sinh bất lão Hầu hết đều đã suy tàn Hoặc bước sang thế giới bên kia Kẻ có thuật pháp mạnh hơn quy bất quy Đếm thử Cũng chỉ có mấy người Thời điểm tới thành Đăng Châu Có thể nói người duy nhất có thuật pháp cao cấp hơn ông già Chỉ có một mình ngô miễn tóc bạc Dù có chạy tới Hoàng Cung thì bây giờ ông già Cũng nên trở về rồi chứ nhỉ Theo thời gian chậm rãi trôi qua Tâm trạng bách vô cầu Cũng ngày càng không yên ổn Tên thổ lỗ nhìn về phương hướng ban đáy Quý bất quý biến mất Làm bầm trong miệng Để biết vậy thì vừa nãy Ông đây đã đi theo rồi Bây giờ sống không thấy người Chết không thấy xác Ai biết được ông già con len lút Đi tự sát một mình hay không Không muốn cùng ông đây đi luân hồi thì cứ việc nói thẳng ra không đợi nữa nhìn sắc trời dần tối lại lòng dạng ngô miết đột nhiên Rơi lên một sự cảm bất thường y liền chủ động đứng dậy dựa theo vị trí ban nãy quy bất quy xuyên tường đi qua Giờ định đi vào theo lúc này bánh vô cầu và nhóc nhầm tam đều sắp lại gần hai con yêu quái cũng cảm thấy chuyện này có điều gì cổ quái ai mà biết được một lát nữa Ngồi bên con giống như quy bất quy Một đi không trở lại hay không Bị hai con yêu quái sống chết đòi theo Ngồi bên đồng ý đưa hai đứa nó Cùng đi sang vương phủ bên kia kiểm tra Đã mang theo bọn chúng Vậy thì dứt khoát Đưa theo cả khâu phương cùng đi luôn Nằm đợt tóc bạc Cũng không muốn Đến khi đưa được quy bất quy Và đá vát trời quay về Là phát hiện trong nhà Thiếu mất một người vì mang theo cả khâu phương không còn năng lực sử dụng thuật pháp ngô miễn buộc phải thay đổi kế hoạch y thi triển phép ẩn thân che giấu bản thân và hai con yêu quái cùng với khâu phương hai người hai yêu trực tiếp đi qua cổng lớn kháo sơn vương phủ thẳng vào bên trong theo chỉ dẫn của khâu phương ngô bên dẫn mọi người cùng đi thẳng đến vị trí mật thất dọc đường đi vẫn không hề phát hiện khi tức của quy bất quy Giống như ông già đã hoàn toàn biên mất khỏi thế gian này vậy đi thẳng một đường Đi một ô cửa nách ở sau sảnh, khâu phương giơ tay chỉ về phía cánh cửa mà nói qua cánh cửa này lại đi tiếp qua thêm một cánh cửa ngầm nữa là tới mật thất lúc trước ta đã chạm trán thủ vệ ở một góc tối cách xa vị trí mật thất vừa rồi nhóc đầm tam không nhìn thấy thủ vệ nó không chừng lúc này hắn ta đã trở lại rồi không đợi khâu phương nói xong Ngồi miệng đắt thản điên đẩy cánh cửa nách ra Khoai khắc y vừa định bước chân vào Thì từ bên trong cửa nách Đột nhiên loen lên một tia sáng lạnh Nằm đẹp tóc bạc chưa rõ tia sáng kia là thứ gì Lập tức theo phản xạ có điều kiện Lùi ra sau một bước Khi tia sáng sượt qua bên người Ngồi bên mới thấy rõ Đó là mấy cây châm bằng đồng Chỉ dày hơn sợi tóc một chút trên đầu mũi châm lập loài ánh sáng màu xanh lam Có vẻ như đã bị ngâm trong kịch độc Đồ chơi trẻ con Ngồi miễn tỏ vẻ khinh thường Nói một câu Rồi há miệng thổi nhẹ một hơi Vào mấy cây châm đồng Mấy cây châm thế mà Nhảy mắt tóe lửa Để khi rơi xuống đất Đã hóa thành vũng nước đồng Sau khi hóa giải châm đồng Nằm nhân tóc bạc cờ lạnh một tiếng Tiếp tục đi về phía cánh cửa nách nhưng đúng vào lúc Một chân của ngô miễn vừa bước qua cánh cửa Cơ thể ít đột nhiên méo mó vặn vẹo Hết sức kỳ quái Và rồi ở ngay trước mặt hai con yêu quái Và khâu phương Tan biến vào bên trong cánh cửa Hai con yêu quái Và khâu phương chứng kiến cảnh tượng này Đều đại kinh thất sắc Bách vô cầu là người đầu tiên Vọt vào bên trong cánh cửa Ở trong đó Tìm kiếm một vòng cũng không thấy bóng dáng ngô miễn đâu nhìn thấy tên thô lỗ lại không hề biến mất giống như nam nhân tóc bạc nhóc nhậm tam và khâu phương cũng đồng loạt tiến vào cẩn thận tìm thật kỹ mà vẫn không thấy bóng dáng ngô miễn đâu không tìm được tung tích của ngô miễn bách vô cầu quay lại nói với nhóc nhậm tam ở phía sau ông già nhà chúng ta chắc đến tám phần là công mất tích giống như vừa rồi chuyện gì thế này đây vừa mất một người Giờ lại lạc thêm một người nữa Nhậm lao ta mà Người nói xem bây giờ phải làm sao đây Đã biết phải làm gì Mà đến giờ vẫn đứng ở đây Thì nên xem bọn ta chính là cù cải Nhậm lao tam tỏ vẻ bất đắc dĩ Nhìn cháu trai nhà mình một cái Rồi quay đầu nói với khâu phương Ai kia nhỉ Là chiếc cây cũng ăn mệt như thế này hả Xong làm sao mà thoát ra được thế Ta không gặp phải tình cảnh như vậy Đi vào đây đừng phải thủ vệ Trong lúc đánh nhau phát hiện Không địch lại kẻ đó Cho nên mới tháo chạy thoát thân Khẩu phương đã đến đây Dừng lại một lát Rồi nói vọng lên với không khí Xem ra lần trước Người không hề để ta vào mắt Không thì khi đó Ta đã rơi vào trận pháp của ngươi rồi Đúng không Khẩu phương vừa dứt lời Trong không khí liền vang lên một tiếng cười lạnh lẽo Kế đó Một người đàn ông toàn thân Bị che phủ trong khói đen Tự hư không xuất hiện Bên ngoài cửa nách Người này đứng chặn trước cửa Nhìn về phía khâu phương Và hai con yêu quái nói Hơn tháng không gặp Khâu phương người Sao lại biến thành bộ dạng thế này rồi Vô gì ta còn muốn cùng người Tái chiến một phen Nếu bây giờ Nhìn người đi Ta dùng bằng con tay Cũng đã đủ để bóp chết người rồi Lâu này Bách vô cộng bực bội quan lên Với người vừa xuất hiện Đừng nói nhảm nữa Người hù dọa ai đây hả à, Có bản lễ nghe thì thả cha với ông trẻ của ông đây ra đi Rồi người Đi mà tái chiến với hai người bọn họ Có thể gồng được Trong thời gian nói hết một câu Thì coi như người siêu ấy Vẫn nói chuyện Tên thổ lỗ vừa lần mò trong ngực áo ra một cái còi bằng đất nung đây là pháp khí năm đó quy bất quy luyện chế để gọi ra bách vô cầu thứ hai ông già đã dặn rằng nếu khi bách vô cầu gặp nguy hiểm mà cha ruột và ông trẻ của hắn lại không ở bên cạnh chỉ cần thổi cái còi này lên là có thể hóa nguy thành an đầu lúc bách vô cầu nhét còi vào miệng định thổi lên Người đàn ông đứng trong màn sương đen Cũng đang điền ra Chỗ cổ quái của nó Liền hất tay một cái Về phía tên thô lỗ Cái còi ở trong miệng bất cứ lúc nào Cũng có thể văng lên đột nhiên nổ tung Mảnh vỡ văng tứ tung Làm bị thương một phần mặt Của bách vô cầu Vùng ra bên khóe miệng Bị mảnh vỡ cào rách Mau tươi từng giọt tí tách chảy xuống Nếu cả người còn dám Có hành động thiếu suy nghĩ Thì lát nữa Thứ bị nổ không chỉ có mặt đâu Người đứng trong sương mù Cảnh cáo một câu Rồi quay sang nói với Khâu Phương Nói thế nào Thì người công xuất hiện là Phương Sĩ Quanh quẩn bên cạnh Kháo Sơn Vương Là muốn làm gì Có phải là Chịu sai khiến của Dương Tô Để bên cạnh Kháo Sơn Vương Điện Hạ Nghe ngóng tình báo hay không Ta nghe nói Kháo Sơn Vương Điện Hạ Có một khối đá Huyền hoàng hiếm thấy nên muốn đến đây ngắm nghĩa thưởng thức một chút thôi không có ngô miễn và quy bất quý bên cạnh khẩu phương chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình hắn dứt khoát nói thẳng vào trọng điểm giờ lại một chút rồi tiếp tục nói người công điện thấy bộ dạng bây giờ của ta rồi ta muốn dùng đá huyền hoàng để luyện chết đan dược hóa giải bệnh tật trên người vốn dĩ là định đến thẳng chỗ kháo sơn vương điện hạ cầu xin nhưng lại sợ rằng Ngài ấy sẽ yêu thích món đồ này không bỏ được Cho nên mới để hạ sách này đấy Chỉ vì một khối đá huyền hoàng thôi sao Người đứng trong sương mù không tin lời khâu phương Đá huyền hoàng Chỉ quý hiếm Chứ không phải không thể tìm được Hơn nữa sau lưng khâu phương Còn có hai đại nhân vật Quảng Nhân và Hòa Sơn Làm gì nên nỗi Chỉ vì một khối đá huyền hoàng mà liều lĩnh đến kháo Sơn Vương Làm loạn như vậy chứ Thế đối phương không tin lời mình Khâu Phương lại nói tiếp Đều nhiều người vẫn chưa tin Vậy thì có thể cho ta Mượn khối đá huyền hoàng kia trước Đợi sau khi Ta chưa khỏi bệnh trên người ăn sẽ trở về Tạ tội với Kháo Sơn Vương Điện Hạ Đến lúc đó Khâu Phương nguyện làm trâu làm ngựa Bên cạnh Điện Hạ Ta thề với trời đất rằng như lời nói ra hôm nay Tuyệt không nuốt lời Đồ bên trong kho tàng Đều là của cải riêng của Kháo Sơn Vương Điện Hạ Không phải chuyện mà ta có thể làm chủ Dừng lại một chút Người đứng trong sương mù tiếp tục nói Có điều người trước sau Hai lần tìm đến Nhòm ngõ kho tàng Lần đầu tiên ta để mặt Đại phương sư không so đo với người Lần thứ hai Lại còn dẫn theo Người tới đây trợ giúp đèn đưa ta còn thả cho ngươi sống sót rời khỏi vương phủ để khi kháo sơn vương điện hạ trở về ta cũng khó lòng ăn nói trong lúc nói chuyện trên tay người này chậm rãi xuất hiện một thanh trường kiếm loe lên tia sáng lạnh ngay khoảnh khắc hắn định ra tay khẩu phương bỗng nhiên là nụ cười đầy cổ quái nói với kẻ thần bí trước mặt mình người cũng đã nói rằng ta mang người tới giúp Thật sự cho rằng chỉ một trận pháp nho nhỏ là có thể giam cầm bọn họ hay sao Người không nên bắt cả hai người bọn họ vào cùng một chỗ Khâu Phương vừa nói đến đây Không gian phía trước và sau người nọ đột nhiên trở nên vặn vẹo kỳ quái Cái thần bí phát hiện hai người kia đã phát được trận pháp của mình Biết bản thân không phải đối thủ của bọn họ Nên vội vàng xoay người đi về phía sau Định bỏ chạy thoát thân Gần như cùng lúc hắn vừa quay lưng lại Từ trong bầu không khí vặn vẹo Bông lao ra một thanh pháp khí Không phải đau Cũng không phải kiếm Đặt ngang giữa không chung Chỉ chờ hắn tự kê cổ mình vào Hết chương 23 chương 24 Người một nhà Người đàn ông đứng trong sương bộ Kinh hãi dừng lại bước chân Khoảnh khắc cổ hắn gần đưa tiếp xúc Với lưỡi đau Thân hình mới đương vững lại được Lúc này toàn thân hắn ta Đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh Vội vội vàng vàng Lùi lại phía sau Trong khi kẻ này Lùi lại thì ngô miễn Cầm pháp khí tham lang Cũng chậm rãi từ giữa không trung vặn vẹo bước ra Y đưa mắt Đánh ra đối phương một lượt Từ trên xuống dưới Bà miệng nói bằng ngữ điệu đặc trưng của mình Trốn trốn tránh tránh Người không biết bản thân rất khó coi Mới không dám gặp người sao Trận pháp không tệ Tiếc là ngươi bắt sai người rồi Sau khi ngô miễn xuất hiện Quy bất quỳ cũng từ một góc khác Trong không gian bị bẻ cong bước ra Ông già cười khà khà một tiếng Rồi nói tiếp Nhưng mà cũng thật là làm khó ngươi Một mặt phải làm con trai Của kháo sơn vương Một mặt khác à Còn phải trông coi mật thất cho hắn Còn được con đuôi tốt như Ngươi ấy ông già ta con nhận thế bao nhiêu cũng không chê đâu thế quy bất quy nhận ra thân phận của mình người đứng trong sương bồ dứt khoát thu lại thuật pháp để lộ chân tướng diện mạo trước mặt hai người ngô miễn và quy bất quy hẳn đúng là con trai nuôi của dương lâm mà sáng sớm nay mọi người đã gặp trước cổng thành la phương nhìn thấy người đánh đuổi mình chỉ là con trai nuôi của dương lâm khâu phương cũng có chút ngỡ ngàng là phương hiện thân Trước tiên hít sâu một hơi Sau đó đưa chân lùi dần về vị trí mật thất Lên tiếng nói với quý bất quy: Bao điều năm nay Tự nhiên xông vào vương phủ Hết thầy có năm lần Tổng cộng 19 người Người là người đầu tiên nhận ra ta Rốt cuộc ta Đã để lộ sơ hở ở chỗ nào Biết được để lộ sơ hở ở đâu Thì bù lại thế nào Lẽ nào người thật sự cho rằng mình Có cơ hội đền bù hay sao Quy bất quy cười khà khà lại nói tiếp Nhưng mà Cũng đừng nói ông già ta không nể tình Như vậy đi Chỉ cần người có thể đi vào Lê khôi đá huyền hoàng kia gian đây Thì ban ngày Người sẽ ở trong thành Làm tướng quân Ban đêm vẫn có thể Ở trong vương phủ gõ mõ cầm canh Gác đêm cho cha nuôi ngươi sẽ không có kẻ thứ sáu nhận ra lai lịch của ngươi thế nào từ bao giờ đá huyền hoàng lại quý giá như vậy đá huyền hoàng của vương phủ ta đã nhìn qua cũng không có gì đặc biệt xuất chúng ta biết giang hạ vương dương sản còn có một khối đá to gấp đôi cả người đến chỗ hắn tìm thử xem sao là phường còn chưa nói xong ngồi bếp đột nhiên cởi lại một tiếng Đâm thang lang trong tay bổ một nhát về phía sau lưng La Phương. Một tiếng trầm đục vang lên, sau lưng là một trận pháp có thể giúp La Phương dễ dàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Lúc này đã bị chém thành hai nửa. Đây là trận pháp mà La Phương tạo ra với một ý đồ trong đó. Hắn lo lắng rằng bỏ ngày nào đó trở mặt với Khảo Sơn Vương Dương Lâm thì trận pháp này sẽ là cứu cánh cuối cùng của mình. Có thể rút lui khỏi vương phủ bất cứ lúc nào Không ngờ đến cuối cùng vẫn bị ngô miễn Và liếc mắt đang nhìn thấu Đi trước một bước chém nát trận pháp Thấy sắc mặt La Phương trở nên khó coi Quy bất quỳ biết hắn Không còn đường lui nữa Ông già cười khà khà một tiếng Rồi nói với La Phương Ông già ta chỉ vỡ mắt khối đá huyền hoàng Ở chỗ này thôi Nếu khối đá khác ấy Dù tôn mấy cùng không bỏ được vào mắt là phường người vẫn còn do dự thì chúng ta sẽ tự mình đi tới nhưng mà nó thật một câu thô thiền thì món nợ ban nãy người nhốt ông già ta và ngô miễn lại hình như chưa tính đầu đây trong lời nói của quy bất quy là phương nghe ra là có ý uy hiếp tuy rằng hắn là kỳ tài tu luyện thuật pháp hiếm có trên đời có điều dù sao Tuổi thọ cũng chỉ có hạn Thời gian tu luyện mới chỉ hơn 20 năm Làm sao có thể là đối thủ bậc đại tu sĩ như ông già này được Do dự một lát là Phương mới thở dài một hơi Giọng nói mang theo ngữ khí thỏa hiệp Khẽ khẽ đáp lời quy bất quy Nghe cứ nói trước chuyện làm sao Phát hiện ra sơ hở của ta đi đã Ông già cười khà khà Lại lần nữa nói <laughs> Ai cũng biết người và Lão Dương Lâm quen biết nhau là bởi vì năm đó La Phương mới 9 tuổi đã cứu mạng Kháo Sơn Vương, đương tuổi tráng điên. Ông giả tắt thật sự nghi mãi không ra. Một đứa trẻ mới 9 tuổi danh làm sao có thể cứu được một vị tướng quân cầm hàng ngàn binh lính trong tay. Sau đó, khi gặp được người ở cổng thành mới đột nhiên hiểu ra Người cũng là đệ tử của đại thuật sĩ tịch ưng chân Tình già có lẽ là người đã dùng pháp khí nào đó Cứu mạng sư huynh dương lâm của mình Đã như vậy thì Chuyện khâu phương thất bại trong tay kẻ đệ tử của tịch ưng chân Cũng có thể lý giải được Đúng không? Có điều thật sĩ các ngươi Cũng gây thoáng thật đấy Dành dành là sư huynh đệ Sao đùng một cái lại biến thành cha con nuôi rồi ấy Sư tôn tịch ưng chân của các ngươi Có biết không đây? Thì ra nguyên nhân không phải từ trên người ta Là Phương dường như Chỉ để ý chuyện trên người mình Có lộ ra sơ hở gì không Nghe Quy Bất Quy nói vậy Thì khuôn mặt căng thẳng liền thả lỏng hơn rất nhiều Giờ là một chút Là Phương nói tiếp Ta và Kháo Sơn Vương Đích xác đều là đệ tử của ứng chân tiên sinh Có điều quy tắc thu đồ đệ của ứng chân tiên sinh Hà là các ngươi cũng đã nghe qua rồi Lão nhân Giang ngại ấy Mỗi lần chỉ nhận một đệ tử Truyền thụ tài nghệ xong Thì cũng đã đệ tử ra khỏi tông môn Ta và Kháo Sơn Vương Đều trở thành phế đồ theo kiểu như vậy Nó là đồ đệ Cùng một thầy cũng được Mà nó không quan hệ gì cũng chẳng sao Thuật pháp của Dương Lâm Vốn không mạnh bằng ta Thế nhưng ông ta Có tôn sưng Kháo Sơn Vương dưới gối Lại không có con thừa tử Cho nên mới thương lượng với ta Lấy danh nghĩa cha con đối đãi Sau này ông ta trăm tuổi quy thiên Vương vị kháo sơn vương Và chức danh tổng quản sơn đông sẽ giao cho ta nắm giữ Nghe là phương thừa nhận mình Là đệ tử của đại thuật sĩ Trên mặt quy bất quy liền nổ ra nụ cười cổ quái Đã đến khi là phương trình bày xong Ông già mới cười nói Nếu người đã nhận mình Là đệ tử của đại thuật sĩ Vậy thì chúng ta Cô không cần cần vấn cái chuyện Dương Lâm với người Vừa là cha vừa là đồng môn nữa Thời điểm La Phương người bái làm môn hạ Học nghệ dưới tòa ứng chân tiên sinh Có từng nghe qua ông ta Có một đứa con nuôi Tên là Nhậm Tam không Nào nhận sầm người qua đây Nói cho La Phương nghe xem Người và ứng chân tiên sinh Có quan hệ gì Người là Nhậm Tam Sở dĩ lúc trước tịch ưng Trần thu nhận la Phương làm đồ đệ Là bởi vì hắn khi còn nhỏ Có mấy phần giống với dáng vẻ của nhóc nhậm tam Đáng tiếc sau này la Phương dần trưởng thành Nhưng đường nét hao hao với nhóc nhậm tam Cũng ngày càng ít đi Khi đó tịch ưng Trần cũng liền không từ mà biệt Bỏ rơi người đệ tử này Mà La Phương lại không như Dương Lâm Thì nghe ngóng mấy chuyện bắt quái trong giới tu tiên cho nên vừa rồi Nghe nhắc đến tên Ngô Miễn và Quy Bất Quy Hàn Công không biết là ai Bọn ta là nhân sâm đứng đắn Không thể thay giống Mà nhận bừa con nuôi Nhóc nhậm tam dùng một câu Chặn họng La Phương Lại tiếp tục nói Là sau gặp được ông bô tịch ứng chân đấy Phải khuyên ông ấy Không thể thu nhận đệ tử lung tung nữa Gặp người nào cũng thu Bây giờ là đệ tử Chứ không biết được ấy, Khi nào lại thành sư đệ đâu Nhóc nhậm tam trong lúc nói chuyện Còn cố ý vô tình Để lộ ra khí tức nhân sâm Tinh của mình Là Phương nghe xong chỉ cười khổ một tiếng Quay sang đó với đám người Và yêu này Thế này thì là lũ lụt Ngập miếu Long Vương rồi hay sao Thật không ngờ Nhậm tam huynh đệ mà ưng chân tiên sinh Luôn miệng nhắc tới lại đang đứng ngay trước mắt Đã huyền hoàng đúng không Trong kho tàng của Dương Lâm Còn có không ít kỳ chân dị bảo Nhận tam huynh đệ Thích thì cứ việc cầm đi Coi như là ta và Dương Lâm Hiếu kính ứng chân tiên sinh Lũ lụt ngập biếu Long Vương Tổng ngư dân gian Trung Quốc Long Vương Là người cai quản tình hình mưa gió bao lũ Mà nước lũ lại dâng ngập Cảm Long Vương Ý nói người một nhà vì hiểu lầm Mà không nhận ra nhau Trong lúc nói chuyện Là phường đã nghiêng mình Dần đường cho nhóc nhầm tam đi qua cửa Sau đó tự tay mở ra Cơ quan bật thất Ngay trước mặt mọi người liền thấy mặt đất phía sau cánh cửa Từ từ mở ra Để lộ một lỗ thủng qua cầu thang Dẫn xuống phía dưới Là phường thi triển phép khống hỏa tạo ra một chuỗi cầu lửa soi đường rồi tự mình chủ động bước xuống trước và đi vừa nói Nhậm Tam huynh đệ đi theo ta. Thầy thư gì vừa mắt cứ nói nha. Bên ngoài chỉ là mấy thứ đồ vàng bạc ngọc đá phàm tục ấy, bên trong mới là thiên tài địa bảo quý giá. Đây, miếng băng phách hùng này, Nhậm Tam huynh đệ cầm lấy đi. Cái này để cho tán tiên dùng là tốt nhất. Nên thấy giải cỏ như ý bên kia không Nghe nói yêu sơn Cũng đang tìm kiếm bón bảo vật này đấy Cỏ long dâm bên kia Có công dụng tráng dương la phương vừa nói Vừa không ngừng đem thiên tài địa bảo Nhất đầy vào thay thằng nhóc nhậm tan Hắn giống như biến thành một người khác Lúc trước liều cả cái mạng Cũng phải ngăn cản quy bất quy Đi vào mật thất Bây giờ thì lại coi bảo vật như đống phế phẩm không đáng tiền Một hai nhất quyết nhét cho nhóc nhậm tam Đi thẳng một đường đến một cái bàn dài Là Phương dừng lại Cầm một khối đá màu vàng to bằng năm tay Không mấy hút mắt lên Rồi hắn lại nhét khối đá đó vào vòng tay nhóc nhậm tam Gần như đã không chứa thêm được đồ gì nữa Đây chính là đá huyền hoàng Mà các ngươi muốn tìm Toàn bộ mật thất Chỉ có một khối đá huyền hoàng này thôi Nhậm Tam huynh đệ Cà cà khuyên ngươi một câu Bên kia chính là Một viên long thổ châu Hàng xịn đấy Long thổ châu Thì để lát nữa hãng xem Quy bất quy vừa nói Vừa chạy tới gần Cầm lấy đá huyền hoàng Từ trong vòng tay nhậm tam lên Lật trước lật sau quan sát một hồi Rồi ném nó cho khâu phương đứng phía sau Đang trợn to hai mắt Nói Nhìn thế nào cũng là một khối đá vàng khẻ Đi Là phường người dẫn chúng ta Đi xem một chút viên Long Thổ Châu Mà người nói trông như thế nào Đó là nội đàn của chân Long Đồ xin hàng thật đấy hả Hết chương thứ 24 chương 25 Ở lại Khâu Phương cầm đá huyền hoàng trong tay Ngàm nghĩa thật tìm bị Nhảy lúc La Phương không chú ý Liền đưa tay làm dấu ra hiệu cho quy bất quy Ý nói đây đúng là đá vá trời Lâu này ông già Mới cười kha kha Mà nói với La Phương Hòm hòm vậy là được rồi Cũng không thể làm khó ngươi quá Ông già ta đã biết Lòng hiếu thảo của La Phương ngươi Cho tới khi gặp lại đại thuật sĩ Nhất định sẽ nói về lời tốt đẹp Về ngươi trước mặt ông ta Biết đâu ông ta sẽ thấy Phấn khởi lại lần nữa Thù người vào tông môn cũng không biết chừng Nghe thấy quý bất quy nhắc tới tịch ưng chân Biểu cảm của Lao Phương liền tỏ ra hưng phấn Nhưng bình tĩnh lại một lát Hắn lại nói tiếp Đã nhiều năm rồi Ta cũng không còn hy vọng Chuyện xa vời đó nữa đâu Chẳng qua nếu có cơ hội Vẫn muốn được mời ưng chân tiên sinh Trở lại đây làm khách một phen Cười về Lao Dương Lâm Từ anh em thành cha con còn chưa đủ nghiện hay sao Còn muốn lôi kéo ông bô nhà bọn ta vào nữa Nhóc nhậm tam nghe đến đây Thì không nhịn được nói Có phải các người muốn đòi theo lưu quan trương Thời hán mặt kết nghĩa vườn đảo không Không phải nhân sâm bọn ta nói người chứ Ông bô nhà bọn ta gọi các ngươi một câu nhị đệ tam đệ Hai người các ngươi có dám đáp không Nhậm tam huynh đệ Ta và Kháo Sơn Vương dù có to gan đến đâu Cũng không dám làm ra chuyện hồ đồ như vậy Sau khi biết rõ về những người này Là Phương liền được biến thành con người khác Chỉ cần định nó tiếp tục nói Năm đó Ứng chân tiên sinh đã tính tuổi thọ cho ta Và kháo sơn vương Hai chúng ta Đều không phải người trường thọ Có thể sống mấy trăm năm nếu có thể gặp lại ứng chân tiên sinh Một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay đã là trời cao bát ân huệ cho chúng ta rồi. Còn chuyện được gia nhập lại tông môn hay gì gì đó chỉ là mơ ước viển vông mà thôi. La Phương Tàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể nhìn ra La Phương đang cần lực, định bợ nhóc nhẩm Tam vừa nói chuyện vừa tiếp tục nhét thêm hàng đống thiên tài địa bảo vào trong lòng thằng nhóc. Có điều những thứ này nhóc nhẩm Tam đã trông thấy nhiều rồi chất bờ bãi hàng đống trong động phủ của quy bất quy đã va trời đã có trong tay khâu phương và quy bất quy cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa cuối cùng sau khi khách khí về la phương vài câu mấy người ngô miễn quy bất quy liền rời khỏi mật thất võ di la phương còn muốn giữ bọn họ ở lại thành đăng châu thêm mấy ngày nhưng tổ hợp người và yêu này đang quyết ý rời đi la phương cũng chỉ đánh đích thân tiên bọn họ ra khỏi thành Đăng Châu. Nhìn thấy cố xe ngựa mà bọn họ đi tới qua mức nghèo nàn là phường tự mình làm chủ, lấy xe ngựa chuyên dụng của Kháo Sơn Vương đưa cho mấy người ngô miễn quy bất quy. So với xe ngựa trang lệ của hiệu buôn tứ thủy trước đó, xe ngựa của Kháo Sơn Vương lại càng thêm hoành sáng trang trọng. Hiệu buôn tứ thủy nói thế nào cũng chỉ là một nhà buôn có tiền Chuyện ăn ở đi lại Vẫn không dám qua mức phô trương Cho nên so sánh ra Thì khi thấy vào mức độ xa hoa Vẫn còn kém xe ngựa của Kháo Sơn Vương một bậc Là phương đích thân dẫn đường Làm theo quy cách Khi đưa Kháo Sơn Vương ra ngoài du ngoạn Tiến bọn họ ra đến tận 30 dặm ngoài thành Cuối cùng vẫn phải để nhóc chậm tam lên tiếng Hắn mới tỏ ra lưu luyến không thôi Mà dân người quay trở về Thành Đăng Châu Sau khi La Phương rời đi Khẩu phương bay đem khôi đá vá trời Có vẻ ngoài giống hệt đá huyền hoàng Giao lại vào tay ngô miễn Nằm nhân tóc bạc Nhìn cả buổi trời Cũng không cảm thấy hai loại đá này Có gì khác nhau Quy bất quy nhận ra nghi hoặc của ngô miễn Chỉ cười tùm tìm Chỉ vào viên đá vá trời trên tay y Nói Đá vá trời có tổng cộng 7 màu Trùng hợp là màu vàng của đá vá trời Lại giống ư như Màu vàng của đá huyền hoàng chỉ là bảo khí của đá huyền hoàng Chỉ hiện lên trên bề mặt Còn bảo khí của đá vá trời Thì ẩn ẩn Từ trong ra ngoài đều có Không cẩn thận sẽ nhìn không ra đâu Cái này chính là sở đoàn của ngô miễn Giờ như chỉ cần gặp phải chuyện gì Có liên quan đến vấn đề luyện đan Luyện khí Là ý đều kém hơn quy bất quy một bậc Bảo khí gì đó mà ông già nói làm nhân tóc bạc Hoàn toàn không nhìn ra trong lúc gom miễn còn đang tò mò lật đi lật lại khôi đá tìm kiếm cái gọi là bảo khí mà chẳng ai biết gì bạch vô cầu đang đánh xe bên ngoài đột nhiên mở miệng nói bây giờ muốn đi đâu mời kẻ đó bỏ câu đi xem nào đằng trước là lối rẽ rồi muốn về trường an hay là đi tế nam không nói gì thì ông đây đến quận nam hải quy bất quy nói xong thì quay sang nhìn khâu phương ngồi đối diện mình Thì hắn không có ý kiến phản đối Mới tiếp tục quay ra Nói với con trai nhặt nhà mình Trước tiên Tìm một chỗ nghỉ ngơi cây đã Thuận tiện hỏi thăm xem Bến cảng ở Nam Hải của hiệu buôn Tứ Thủy Đã sửa chữa hoạt động lại chưa Nếu bến cảng kia Đã mở lại rồi Thì chúng ta dùng độn pháp chạy tới Chỉ tiếc cái cố xe ngựa vương giả này Vừa mới tận hưởng chưa được bao lâu để mới tận hưởng chưa được bao lâu Vậy thì chúng ta cứ ngồi tiếp đi Khẩu phương khẽ mỉm cười một cái Tiếp tục nói với ngô miễn và quy bất quy Đà va trời đã ở trong tay Trừ khi đại phương sư tử phúc tự mình trở về Không thì ta Cũng không nghĩ ra được kẻ nào Có thể cướp nó khỏi tay hai vị tiên sinh Đều đang như vậy Sao chúng ta không tiếp tục ngồi xe ngựa thông thảm mà đi Ngắm nhìn phong cảnh dọc đường cũng hay mà ngô miễn và quy bất quy đều nghe ra ý khác trong lời nói của khâu phương hắn đã là người chết cố tình sống lại sau khi dao đá vác trời tê tay tử phúc cô không dự định quay trở lại nữa chỉ muốn trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời ngắn ngắm nhìn lại quang cảnh trên đất liền nam nhân tóc bạc và ông già lên nhìn nhau một chút quy bất quy tùm tìm cười nói dù sao ông già ta à cũng không nóng vội đi gặp ở lao già từ phúc kia tới muộn mấy ngày thì muộn vậy nói là mấy ngày nhưng đến khi xe ngựa tới được bến cảng quận nam hải thì đã là chuyện của một tháng sau Cùng mày hiệu buôn tứ thủy đã khai trương trở lại nơi này lại trở về quang cảnh tấp nập phồn hoa trên bến dưới thuyền đèo lục trường không chính bắt chứng kiến cảnh tượng bến cảng bị đốt cháy tan hoang thì ngay cả lão cáo giả như quê bất quy Cũng không thể điền ra được Có gì bất đồng Khác biệt duy nhất Chỉ là thiếu đi con thuyền lớn Và luôn nèo trên bến Cho bọn họ điều động sử dụng Bất cứ khi nào Muốn ra biển Quy bất quy chỉ có thể dùng biện pháp cũ Bỏ vàng dòng bạc trắng ra Thuê một con thuyền lớn Chỉ là cần thêm 2 ngày Để chiêu mộ thuyền viên Và mua sắm đồ dùng sự chữ tranh thủ thời gian hai ngày này khẩu Phương vẽ lại hải đồ đi ra đông hải đem bản đồ giao cho quý bất quy khẩu Phương khẽ mỉm cười nói với ông giả quý tiên sinh bây giờ hải đồ đã giao cho ngươi ta còn một việc nhỏ muốn nhờ ngươi giúp đỡ quý bất quy đoán được khẩu phương muốn làm gì trầm mặc hồi lâu rồi vẫn lắc đầu nói việc nhỏ này của ngươi không phải việc mà ông già ta có thể giúp được ông già ta biết ngươi muốn làm gì chuyện như vậy ông già ta chưa từng nhúng tay khâu phương à người cũng đừng làm khó ông già ta Đeo còn người nào thích hợp hơn ta công xe không tới làm phiền quy tiên sinh khâu phương vẫn giống như không có việc gì nhẹ nhàng cười đáp không phải quy tiên sinh đi để ngô miễn làm chuyện này đây chứ Việc nhỏ như vậy tốt nhất Đừng nên làm phiền y tỷ hơn Để tình nghĩa từng có thời gian quen biết Vật mọc quỷ tiên sinh giúp ta việc này đi Như thế cần thiết Ta đều đã chuẩn bị xong Ngươi chỉ cần động một ngón tay là được Trong lúc Khâu Phương nói chuyện Một cơn gió lớn từ biển thổi vào Thổi bay quần áo của Khâu Phương Làm lộ ra cơ thể bên trong Đã thối nát hơn phân nửa Để thấy tình trạng này Quy bất quy thở dài một tiếng Nói Ai à, Không phải ông giả ta nói ngươi chứ Thật ra loại chuyện này Vẫn nên để tử phúc làm là tốt nhất Chuyện của phái phương sĩ Là do lão giả đó thiếu nợ ngươi Cần nhắc thêm đi nhá Thuận tiện có thể gặp lại đại phương sư một lần Ta bây giờ Người không ra người Quỷ không ra quỷ Còn có mặt mũi nào đi gặp đại phương sư Khâu Phương cười khổ một tiếng lại nói tiếp Chuyện ở trên đất liền Thì vẫn nên giải quyết ngay trên đất liền đi Ta đi trước chuẩn bị một chút Một canh giờ sau Ta ở ngoài bến cảng chờ đợi đại giá Rất lời Khâu Phương không để ý tới quy bất quy Vẫn còn đang bối rối Xoay người đi ra khỏi khu vực bến cảng Quy bất quy nghĩ đi nghĩ lại Vẫn đi tìm ngô miễn và hai con yêu quái nói Khâu Phương không muốn cùng chúng ta ra biển Hắn muốn được ở lại đất liền Chuyện của hắn Sao lại đẩy lên đầu bốn người chúng ta vậy Ông già phật diện các người Đều có cái tật xấu này sao Bách vô cầu vừa nghe tin đó liền trợn trừng mắt lên Lại bám giết không tha mà nói tiếp Từ phúc như vậy Quảng nhân hỏa sơn cũng như vậy Không ngờ đến cả khâu phương còn coi như vừa mắt một chút Cũng như vậy luôn Bọn họ cứ nhảy đầu với người nhà chúng ta uh, Ra để khi dễ là sao nhỉ Ông già Về này không được đâu Chuyện của hắn cơm mà Hắn không đi thì chúng ta cũng không đi nữa Còn trẻ ngốc nhà người Nghe không hiểu sao Ở lại nơi này Chính là bỏ mạng lại ở đất liền Đại nạn của khâu phương đến rồi Hết chương thứ 25. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay.